Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử diễn viên Dũng Nhi. Nghệ sĩ Dũng Nhi là người đã hóa thân xuất sắc vai ông Bí Thư Hoàng Kim trong bộ phim Bí Thư Tỉnh Ủy. Sau hơn 10 năm phát sóng của bộ phim, cuộc sống của ông Bí Thư Kim Ngọc giờ ra sao? Nghệ sĩ Dũng Nhi đã để lại ấn tượng và khiến cho nhiều người đối diện lần đầu tiên gặp mặt liên tưởng là một nhà giáo với hình ảnh chỉn chu, mực thước. Ông chia sẻ rằng ông đã là một thầy giáo dạy văn và đã từng có khoảng 6 năm đứng trên bục giảng. Ông dạy văn và dạy ở trường điểm. Tuy nhiên cuối cùng cái duyên của ông lại gắn với sự nghiệp điện ảnh. Đó là năm Dũng Nhi chuẩn bị ra trường, mẹ ông là diễn viên Thu Hà của Đoàn Kịch Nói Trung ương đi lưu diễn dài ngày. Ông lên chỗ sơ tán, chia tay mẹ và gặp được đạo diễn Quốc Long. Lúc bấy giờ đang cùng với đạo diễn Trần Đắt tìm kiếm gương mặt đảm nhiệm nhân vật anh hùng Lê Mã Lương cho bộ phim Bài Ca Ra Trận. Dũng Nhi được hỏi là đồng ý. Sau khi thử vai xong, ông vừa được chọn thì lại có lệnh lên đường nhập ngũ. Đoàn phim đã trình bày và ban tuyển quân bảo đất nước cần Lê Mã Lương trực tiếp cầm súng chứ không cần trong phim. Nghệ sĩ Dũng Nhi và Quảng Trị chiến đấu ở thành cổ suốt 81 ngày đêm. Sau đó người ta lục lại hồ sơ, thấy nhà có 3 con trai thì 2 người con đã là liệt sĩ, chàng lính trẻ được xuất ngũ, cầm giấy ra quân về trường. Dũng Nhi lại gặp đoàn phim Bài Ca Ra Trận. Vậy là vai diễn được trả lại cho anh lính vẫn còn khét lẹt mùi thuốc súng. Sau nhiều phim như Bài Ca Ra Trận, Sau Tháng 8, Mê Thảo, Thời Vang Bóng, Mùa Lá Rụng, Người Trở Về, Chạy Án, nghệ sĩ Dũng Nhi vẫn say nghề và cống hiến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Cách đây hơn 10 năm, ông lại hóa thân vào vai Bí Thư Hoàng Kim trong bộ phim Bí Thư Tỉnh Ủy. Khi vào phim này thì ông đã được khen hóa thân tốt từ bề ngoài đến tác phong, tâm tính nhân vật. Vai diễn đã giúp cho ông giành giải nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải thưởng truyền hình 2010. Với hơn 40 năm là diễn viên và cũng đóng nhiều phim, nhưng nghệ sĩ Dũng Nhi lại là người ít xuất hiện trên báo chí. Ông tự chọn cho mình cuộc sống giản dị, kín đáo. Nhiều khán giả và bạn bè cho rằng ông chịu thiệt thòi bởi đóng khá nhiều phim nhưng giải thưởng mà ông có được lại khá muộn màng. Đến năm 2010, nghệ sĩ Dũng Nhi mới được giải cống hiến với vai diễn trong bộ phim Ngõ Lỗ Thủng và năm 2011 là giải nam diễn viên truyền hình được yêu thích. Những lúc bị nhận xét thiệt thòi, nghệ sĩ Dũng Nhi chỉ cười, hạnh phúc với ông là được làm nghề, được khán giả yêu mến và có một gia đình êm ấm. Nghệ sĩ Dũng Nhi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Từ ông, mẹ, anh em đến các con ông đều làm nghệ thuật, nhưng mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. 3 người em của ông đều theo học các trường nghệ thuật. Ông anh theo bộ môn tuồng, mẹ là diễn viên kịch nói, dì là diễn viên ca múa, các anh em làm sân khấu, con trai và con dâu làm diễn viên ba lê. Duy chỉ có ông vốn nhút nhát nên chọn nghề giáo. Ông đi đóng phim một thời gian thì giã từ nghề dạy học và về đầu quân cho hãng phim truyền hình Việt Nam và học thêm nghề đạo diễn. Con trai ông là Lê Vũ Long là cái tên không chỉ được các tín đồ yêu thích múa ba lê khâm phục mà còn luôn được khán giả của nghệ thuật thứ bảy dành cho nhiều sự ngưỡng mộ. Chạm ngõ điện ảnh bằng vai Phong trong bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải Xin Hãy Tin Em. Anh đã khiến cho hầu hết khán giả trẻ thời điểm đó mê mẩn với vẻ ngoài lãng tử và hào hoa của mình. Sau những thành công của bộ phim Xin Hãy Tin Em, Lê Vũ Long đã trở lại với công việc chính của mình là nghệ sĩ múa và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Năm 2011, anh đã quay trở lại màn ảnh trong bộ phim truyền hình Hai Phía Chân Trời. Còn nghệ sĩ Dũng Nhi ở tuổi xế chiều thì ông hạnh phúc bên con cháu và bình yên sau những cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài con trai là nghệ sĩ múa nổi tiếng, ông còn có con gái làm tiếp viên hàng không, lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.